Xin chào quý vị và xin hỏi trước hai chị là cóc thế nào? Chị nói thiệt nha, ăn mà bây giờ cái răng chị nó muốn ê luôn à. À vậy hả? Ăn... À bây giờ nha, chị nuốt hộp chị. Em nói nhưng nói mà chị đừng có nghe cái hộp để đưa cho em, để khi nào em khan tiếng á em nuốt rồi lấy cọng chỉ nuốt rồi rút vô. Em ăn cóc phải không? Cóc mình tính nó ốc. Cóc. Cóc á bao giờ Mỹ Linh cũng gọt cho nó sâu á, cái vỏ đó. Đúng rồi. Từ cái vỏ là cái mà chua nhất, chứ còn phía trong ruột không chua trong tử lưu. Nhưng mà ăn chua mới ngon chứ chị nói sao vậy? No, trời chua quá. Mà hai chị chấm mắm ruốc hay là nước mắm đường? Mắm ruốc thì là ngon nhất nhưng mà đều không có mắm ruốc. Mắm đường. À vậy hả? Ừ. Bữa nào tới nhà em làm mắm ruốc cho ăn. Chị nhớ tới nhà em chị làm cho em chấm mắm đường khoái lắm mà. Ờ nhưng mà em có mắm ruốc, em có mua mắm ruốc cô giáo Thảo. Bà giáo Thảo ở Vũng Tàu vậy mà thấy bán trong chợ đây nè. Hồi lâu nhưng mà cái đó chưa làm mà. Chưa làm mình về mình làm, mình chỉ pha ớt với nói chảy nước miếng. Ớt vô thôi. Chị không dám chấm vô. Mà thưa quý vị, Chung Tú Lưu thực sự là tại sao tặng hai chị cốc xanh là tại vì thực sự cũng không tốt lành gì đâu. Chung Tú Lưu thích ăn cốc chín mà thôi. Đúng rồi, cốc chín ngon hơn. Thích nhất là cốc chín. Mà tại sao bên này không có cốc chín phải không? Trời, người ta nói cốc chín. Tự nhiên thấy hai người nhớ không biết. Gọt. Trời ơi, gọt nó thơm. Nó thơm bát ngát luôn vậy đó. Em nói thiệt á, cái cốc chín nó còn thơm hơn xoài luôn đó chị. Trời ơi, nó bát ngát cái mũi luôn. Mà ăn chua chua ngọt ngọt mà thưa quý vị, chấm với muối ớt thôi. Trời ơi, thôi Chung Tử Lưu đừng nhắc nhở nữa Chung Tử Lưu. Thôi chị cho tin trước đi, thôi em chết. Cho tin đi để luôn nó nuốt nước miếng. Quý vị, ở Ohio đó quý vị, thì có một cái anh chàng này có 20 tuổi thôi. Và coi như hôm bữa là leo lên cây chanh để mà chặt tỉa cành á. Rồi cây chanh nằm cây bự chanh, vậy? Không, có nhiều cây chanh bự lắm nha Lưu. Tỉa cành á mà coi như là hả chặt làm sao mà trúng vô ngay cái tổ ong. Trời đất ơi, ong nó bay ra, nó chích anh chàng này cầu 20.000 đốt cái đốt ong đốt vậy? Luôn. 20.000 con? Ừ, và coi như là anh chàng này nuốt vô phải đến 30 con ong vô trong miệng á. Ừ. Rồi xong rồi phải đem đi cấp cứu tự vì nặng lắm bị coi như là toàn thể coi như đầu cổ gì chị biết không hả, mặt mũi gì bị láng hết trơn luôn. Nhờ nuốt 30 con ong chưa kể té cây nhờ nuốt 30 con ong mới là sống đó, phải không đó? Ừ. Dĩ độc chị độc em nói là sao? Dĩ độc trị độc. Nó vô nó không. Cắn ruột, cắn gan mình nó chổng có chứ. Đâu có chị, mà người ta phải lấy ra đó, bác sĩ phải lấy ra đó luôn. Lấy ra 30 con đó chứ không thôi nuốt vô trong đó không biết làm sao đó, mà phải lấy ra đó. Sưng ruột. Sưng qua tử là luôn, ghê quá. Trời ơi. Hồi nhỏ Chung Tú Lưu bị ong chích rất là nhiều thưa quý vị. Nhưng mà một hai con thì không sao. Em không, em bị cả 100 con á. Cái mặt của em giống như là cái bánh bèo mà giống như cái gì, giống như cái nồi mà sưng lên luôn á. Bị mà ong ruồi không có, ong thợ, ong kêu là ong mật á, không có. Ong mật thì nó không có đậu. Mà tự vì á ông anh chắc ông ruồi kế em đó, ông lấy cái cây ông vọng vô nóc nhà đó. Cái tổ ong nó rớt xuống cái pập một cái là mình chọc vậy thì nó mới cắn chứ bình thường em đó. Em biết cách em rờ vô tổ ong em lấy được ong chúa luôn á. Không có hả? Cắn, mình để tay bình thường vô rờ thì nó không có cắn. Nhưng mà mình chọc giận nó mình làm cho nó bị động á thì nó mới cắn. Mà cũng hên đó là ong thường thôi chứ không phải là ong vò vẽ. Đúng ra thưa quý vị, chương trình Chuyện Phố Phường có một nơi là bạn của chị Trang Thanh Lan và Chung Tú Lưu là đã định là đi quảng cáo về vườn cây ăn trái. Thế nhưng chị nhớ hôm bữa không? Biết. Cái ngày hẹn lên nói chuyện thì người nhà của cái ông chủ vườn đó bị con ong độc của ở đây chích mà phải đi cấp cứu liền. Tới bây giờ thì mấy con chích sao? Mà sao? Rồi ở đây có loại ong độc chết người đó chị. Chết một con mà chết. Không, ông này không biết bị bao nhiêu con nhưng mà ảnh phải bỏ dở cái cuộc thương lượng với lại em để đi về. Bỏ luôn. Chị nghĩ chắc là... con nhện con gì chứ. Không, con ong độc. Ông ở Mỹ nó có loại ong độc, độc rất là độc. Ong bắp cày á chị, nó ăn hết, nó ăn thịt mấy con ong mật ăn đồ luôn. Mà nó chích mình có thể là gây mình cho chết người đó. Nhưng thì mà phải là... nói ghê thì có 20.000 vết ong đốt là coi như là cùng mình á. À ba má của anh chàng này nói đó, lúc mà nhìn thấy cái anh chàng này đó, nó giống như là nó bu gọi là đen hết trơn trên người, giống gọi dẫu là ông vậy đó. Dạ à, đúng rồi. Luôn nhưng nguyên một cái người đen thùi lùi không còn không còn thấy người luôn nữa đó. Mà chích dễ sợ lắm. Mà ghê lắm nha quý vị biết không, ông chích mà mình nhảy xuống nước đó, nó quần ở trên đó, nó đợi cho mình ngóc đầu lên là nó chích, ngóc đầu lên là chích. Trời đất ơi. À, giả man dễ vậy sợ đó. Vậy hả ta? Đúng mấy ông nó khôn dễ sợ luôn. Khôn lắm. Thưa quý vị, có một cái tin cũng cho biết rằng cũng rất là vui nha quý vị. Tức là người ta khám phá ra một cái siêu trái đất phù hợp với sự sống mà người ta khám phá ra hai nơi lận. Hôm 7 tháng 9 vừa qua đó thì một nhóm nhà khoa học quốc tế đã thông báo đã khám phá ra hai siêu trái đất mới ở cách 100 năm ánh sáng và một hành tinh trong đó có thể phù hợp với sự sống. Đây là một cái tin mà để chúng ta tìm hiểu người ngoài hành tinh đó.
Siêu trái đất là một nhóm ngoại hành tinh trong hệ mặt trời lớn hơn nhiều so với trái đất, nhưng nhẹ hơn hành tinh khổng lồ đóng băng. Theo NASA cho biết thì chúng cấu tạo từ đá và khí gas, có thể đạt kích thước gấp 10 lần khối lượng trái đất luôn. Và các nhà nghiên cứu đã khám phá ra những hành tinh mới thông qua vệ tinh khảo sát ngoại hành tinh chuyển tiếp của NASA, thì họ thấy rằng họ sẽ công bố kết quả này sớm nhất. Và hai hành tinh đều vây quanh một cái ngôi sao, mà cái ngôi sao này hoạt động tương đối yếu, nhưng mà tự vì nó nói là trên cái hành tinh này nè, tự vì á là nó có những cái điều kiện ở trên đó, nó giống như trái đất. Giống như trái đất vậy hả? Mà nếu mà họ khám phá ra nước này kia rồi ở trên đó thì coi như là di cư lên đó luôn hả? Có sự sống. Di cư có sự sống, như 100 năm ánh sáng thì di cư lên hết một đời rồi. Mình chạy bằng tốc độ ánh sáng là hình 100 năm đó chị. Bởi vậy đừng có mơ người ngoài hành tinh nữa. Trời ơi, nói thiệt á hả? Bây giờ đó, có nhiều khi đó nó có những cái, bây giờ đối với mình nó là 100 năm ánh sáng, nhưng mà nó có những cái người mà hành tinh đó cao cấp hơn mình đó, họ đi làm gì mà tới 100 năm ánh sáng luôn. Họ mình đo có... theo hành tinh của mình họ thôi. Đi còn ngàn năm thôi. No, người ta đi nhiều khi người ta đi không cái sạc... mèo đó tới liền cái gì đâu. Mình đang nói về hành tinh đó thì quý vị biết không, đố với hai chị chứ sóng thần ngày xảy ra khi nào? Sóng thần thường thường xảy ra khi nào? Khi có động đất. Khi mà động dưới đáy biển. Dưới đáy biển. Không những chỉ vậy mà người ta khám phá ra là bão mặt trời cũng có thể gây ra sóng thần luôn nha. Bão mặt trời có thể gây ra sóng thần. Các nhà nghiên cứu cho biết đó là bão mặt trời không thể trực tiếp gây ra sóng thần, nhưng nó có thể kích hoạt động đất dẫn tới sóng thần. Cuối cùng cũng là động đất. Nhưng mà bão mặt trời có thể làm động đất gây ra sóng thần. Đó, đó người ta bởi câu hỏi. Thôi mình là... ở đây mình sợ động đất nhất, ở Cali là sợ nhất là động đất thôi. Ờ, mình hưởng động đất hoài bao nhiêu lần, bao nhiêu coi như là riết rồi mình quen. Nói chung là mình quen. Còn có một cái cô gái này ở tiểu bang Maine á. Chị biết không, cô này cũng bị một cái hội chứng rất là ít gặp luôn, coi như là hiếm luôn á. Tức là cổ bị cứ hay mà đứng hoặc ngồi thì tim đập rất là nhanh, đập nhanh đến cái mức cổ ngất xỉu luôn. Tự vì cổ bị giống như nó gọi là cái gì, hội chứng về trọng lực cái gì đó không biết nữa. Tức là cổ chỉ có nằm thôi, cổ đứng là chỉ tối đa là 3 phút thôi. Sau 3 phút là phải nằm xuống, chứ không thôi là cổ sẽ bị xỉu. Người gì bệnh khôn quá ha. Trời ơi, bộ em tưởng dễ sướng lắm hả em? Giờ rồi sao mà em đi đâu, đi chơi, đi này, đi kia được. Ngồi cũng không là... được luôn nữa chứ bộ. Em nói nằm. Làm biến chứ còn nằm hoài đó. Đi chơi bằng nằm luôn. Nằm luôn chứ gì. Không biết gì, cổ tim, cổ đập mà cổ có bị chóng mặt hay là không? Xỉu luôn. Nhưng mà tại nó đập nhanh đến mức xỉu luôn. Nếu mà nhanh. Vậy thì có cái máy hả chị ha, nếu mà phải gắn máy. Nhưng mà người ta nói là cái này trường hợp này rất là hiếm gặp lắm, chứ không phải là ai cũng có thể như vậy thôi. Thành ra là bây giờ người ta đang giống như là cũng không có chưa biết là cái tình trạng này phải chữa trị như thế nào. Cô ở đâu em, ở nước nào? Maine á, tiểu bang Maine của mình. Cô đang ngồi kế chị. Hả? Cô mặc áo đỏ ngồi kế chị. Mỉa mai em đó chị. Chuyện vui là có một người tâm sự trên Facebook là em và vợ em cái lộn kịch liệt lắm, và em giận quá em mới thốt lên câu nói là tôi thề không bao giờ tôi gặp mặt cô nữa. Quả thật là em không gặp mặt vợ em nữa. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai em vẫn không thấy, ngày thứ ba, thứ tư em vẫn không thấy, thứ sáu, thứ bảy em vẫn cũng không thấy vợ thế em. Tới ngày chủ nhật á, thì em được thấy mờ mờ, tại vì mắt em hết sưng rồi. Bây giờ quýnh. Thường hả? Em thì em coi trong cái một cái clip ở trong TikTok, ở trong Facebook đó chị. Nó có những cái clip mà nó cũng nói về những cái mình phải nói là những cái khó tả lắm. Chị biết không, một cái clip đầu tiên mình không có chiếu được ở đây. TikTok phải nói đó, ra mới được chứ. Mình nói chuyện TikTok mà bị làm ăn cắp xe đó, đang kêu gọi ăn cắp xe khác. Nhưng mà TikTok bây giờ nó đang có một clip á, là ở bên tàu á chị. Một cái hội dưỡng lão, mấy ông già ngồi xe lăn không à, với lại đeo ống thở rồi hết á, bình oxy đó. Rồi cho một cái cô nữ đó vô mà khóa đó, coi như là không phả thân mà nhảy múa sexy, coi như mặc hai mảnh rồi nhảy múa sexy cho mấy cụ ngồi coi. Mà coi như là tổ chức cho mấy ông vậy, mấy ông ngồi coi mà vỗ tay này kia, mà tới múa ngay ghế luôn á, múa là ập vô ghế cho mấy mặc, công nhận kỳ cục mà mình thấy nó tội nghiệp mấy ông đó lắm. Coi như là trước khi chết á,
là hưởng cú chót mà mình thấy nó kỳ lắm, sao sao rồi một cái clip khác á, là thì nó chiếu những cái trò chơi ở Việt Nam bây giờ á chị, mà cái trò chơi đó em nói thật á, nếu mà ở bên Mỹ hay là ở bên Tây Ban Nha hay là những quốc gia Âu Châu này có thể bị tù. Tại vì những cái trò chơi đó rất là kỳ. Một trò chơi á là một cậu thanh niên để một cái bong bóng ở phía dưới lưng dưới mông á, xong rồi cậu này phải làm sao mà làm cái bong bóng bể mà y như là đang làm gì đó, mà mình nhiều, thấy ở Việt cái Nam thấy mà tại sao mà chơi có đó. Một cái bình sữa, một cô gái, mấy cô gái đứng kẹp vô nách cái bình sữa, em bé bú đó, thì tự nhiên mấy ông cái lợi bú cái bình sữa mà mình nhìn về là giống như mà chuyện tầm bậy tầm bạ, riết là hết trò rồi, chơi rồi có trò chơi nữa là còn toàn là các cháu thiếu niên, thanh thiếu niên còn mới lớn không ạ. Xong cho một hàng các cháu mặc quần sọt trong trường mà đồng phục, mặc quần sọt với lại áo trắng, áo quần sọt đen áo trắng, nằm dài một hàng. Rồi xong cho mấy cho một hàng nữ đó, từng cháu đó, nữ đó phải bơi qua cái và níu mấy cái cháu này để bơi qua một cái tờ người vậy đó, một cái chiếu người vậy đó, mà phải đi qua cái chiếu người bằng cái thân thể của mình. Nó kỳ cục mà nó dơ giấy mà nó kỳ, mà không biết là tại sao Việt Nam mình hay bây giờ có những cái trò chơi rất là quái dị. Hồi xưa mình đâu có vậy hả? Không bao giờ có đâu. Bây giờ chơi có, hồi xưa toàn là hả, chơi u chơi này nhảy chơi dây kia, nhảy dây rồi bây giờ coi là thấy kỳ lắm. Còn đâu bao giờ mà chơi như vậy đâu. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn xin giới thiệu đến quý vị cơ sở thương mại đầu tiên để bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay, đó là Tâm Bakery và Tâm Restaurant. Đây là một nơi mà quý vị có thể đến ăn uống mà có thể trả bằng food stamp, có hai con robot phục vụ và đặc biệt là có những món ăn rất là ngon ở khung cảnh rộng rãi thoáng mát, nơi mà có cho chúng ta có thể tìm được những món ăn mà lạ lạ, chẳng hạn như là cơm cháy cá he kho rục ăn với cơm cháy và dưa chua, hoặc là cháo lòng vân vân, rất là ngon, bún bò Huế và nhiều món ăn khác như bò nướng lá lốt. Thưa quý vị, ở Tâm Restaurant, đặc biệt là quý vị nếu mà trả bằng food stamp thì quý vị cao niên có thể đến đây ăn và để trả bằng food stamp, nhưng nhớ mang theo ID với địa chỉ đang hiện trên màn ảnh và số phone để chúng ta nhớ để đặt bàn hoặc là để liên lạc mua đồ. Chỉ là một số phone duy nhất, 7142623437, 7142623437. Hai cơ sở thương mại đều nằm trên Garden Grove. Riêng Tâm Bakery thì có những cái món ăn to go rất là ngon, nổi tiếng nhất là tâm dâu ua đã từ lâu năm rồi, và những món ăn mà chúng ta có thể mang về để hâm lại ăn, nấu nướng không cần nấu như cá lụ đù ướp xả, nai ướp xả, heo rừng ướp xả, vân vân và nhiều món khác nữa. Tâm Bakery và Tâm Restaurant một lần nữa chỉ có một số phone duy nhất, 7146262 3437. Tâm Restaurant mở cửa 7 ngày, đóng cửa ngày hôm nay là thứ tư, mở cửa 6 ngày và mỗi ngày có giờ đóng cửa break time từ 2 giờ rưỡi cho đến 5 giờ rưỡi. Họ mở cửa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ rưỡi chiều và 5 giờ rưỡi chiều cho đến 10 giờ tối. Quý vị nhớ đến và ủng hộ cho cơ sở thương mại này. Tiếp theo là Hắc Nhân Sâm Well Ground. Thưa quý vị, đây là Hắc Nhân Sâm chị Trang Thanh Lan rất là uống, rất là tốt thưa quý vị. Đây là cao cốt Hắc Nhân Sâm nguyên chất mà chúng tôi phải nói là hàng hot nhất của tiệm. Cảm ơn chị Trang Thanh Lan rất là nhiều. Và đây là Hắc Nhân Sâm nước. Cái hộp này sẽ được tặng theo cho em mua sâm sâm Royal cũng như sâm Linh Chi đông trùng hạ thảo. Còn đây là sâm bột thưa quý vị, nó cũng cùng hiệu nhưng mà nó làm cái material nó làm khác hơn, là làm bằng bột chứ không phải là làm bằng cao cốt giống như cái này. Và một hộp này chỉ có 190 đô, còn cái này là 325 Mỹ Kim, cũng được tặng quà là một chai dầu thơm chị cái Trang Thanh Lan. Hắc Nhân Sâm giúp cho quý vị tăng cường sức khỏe rất là nhiều. Người càng già càng bệnh càng yếu cần phải uống Hắc Nhân Sâm. Cao mỡ, cao máu, đau tim, tiểu đường đều uống Hắc Nhân Sâm được và không bị ảnh hưởng gì hết. Ngoài Hắc Nhân Sâm bột và Hắc Nhân Sâm nước thì chúng tôi còn Hắc Nhân Sâm Royal cao cốt, một hộp 1 ký. Loại này thì nhiều người cũng đã uống qua và cái mùi thơm rất là thích thưa quý vị, và nó cũng rất là dễ chịu. Và đây là Hắc Nhân Sâm Linh Chi đông trùng hạ thảo, 3 thứ chung có thể giúp cho quý vị tăng cường sinh lực, tăng cường sức lực, sức khỏe, tăng cường trí nhớ. Và ngoài ra là nó còn giúp cho quý vị một cái nữa, đó là giúp trị nám da cho những người bị nám da. Hai hộp này, một hộp 435, một hộp 600 Mỹ Kim. Nhưng mà mua một hộp, mỗi một hộp này được tặng một hộp sâm nước 10 gói nguyên chất để quý vị uống mỗi ngày một gói, rất là khỏe thưa quý vị. Sâm mật ong cũng là một loại sâm của chúng tôi, cao cốt sâm mật ong.
một hộp cao cốt sâm mật ong. Quý vị thấy trên bàn đó có một hộp cao cốt sâm mật ong màu vàng trên bàn nè, quý vị thấy không, đây nè đó, thì nó gồm có nửa ký mật ong đó, mà mua một hộp đó 525 Mỹ Kim, được tặng cho một cái sâm nữ này quý vị, sâm nữ dành cho những người chị nói đây, sâm nữ à, sâm nữ này nè quý vị, thì để dành cho những quý bà quý cô coi như là ở tuổi tiền mãn kinh, nó giúp cho mình giảm bớt tất cả những cái triệu chứng mà stress trong người, tự vì ai trong cái độ tuổi đó cũng bị hết, đều bị stress hết, bị coi như là cái hormone trong người mình nó càng bớt đi chừng nào thì mình sẽ bị nhiều chừng đó, thì cái này nó sẽ giảm hết cho mình rụng tóc nè quý vị, da dẻ coi như là nhăn nheo rồi mệt mỏi trong người, phát nóng rồi trong người đó, nó sẽ đi hết những cái triệu chứng đó. Cái hộp này 135 Mỹ Kim thưa quý vị, nhưng mà được tặng theo cái hộp hắc nhân sâm mật ong. Hắc nhân sâm mật ong chúng tôi cũng đã gần hết rồi, chỉ còn có khoảng chừng 10 hộp nữa thôi, nên quý vị có thể gọi cho chúng tôi số điện thoại 7146127309, 7146127309, và địa chỉ là 9583 Bonsa Avenue Tân Tú Quỳnh. Quý vị có thể gọi cho Thúy Nga Canada với số phone hiện trên màn ảnh, và chúng ta có thể lấy máy chụp cái phone chụp cái địa chỉ để biết ở bên Canada thì Thúy Nga Paris Canada cũng có những loại hắc nhân sâm của chúng tôi. Chị Linh à, có một cô gái này ở Bồ Đào Nha quý vị, cổ sinh đôi hai đứa con được 8 tháng tuổi, thì cái người đàn ông mà cổ nghĩ là ba của hai đứa trẻ này là tại vì cổ chưa có chồng, nhờ cổ sinh con thôi, thì đi coi như là gọi là gì đó, thử DNA đó, thì mới biết được rằng là một đứa con đó, một trong hai đứa này là con ruột của ổng thôi, chứ không phải hai đứa. Ủa? Thì cổ mới lấy làm lạ, thì cổ mới nghĩ là chứ chắc bữa đó là hình như là cổ có ngủ với một người đàn ông khác nữa. Thành ra là đến khi cổ nghĩ là cái người đó đó, thì cổ đi thử DNA thì đúng là thiệt, đúng thiệt. Mà cái điều này đó nó làm cho người ta thấy á, là cái câu chuyện này nó rất là buồn cười, là cô này cổ ngủ với hai người đàn ông trong cái lúc đó mà sinh ra không phải chồng cổ. Hai người cái chuyện nó không thành vấn đề, chuyện hai người không phải chồng không thành. Cái điều đây nói đó là cổ đã có hai cái trứng để mà thụ tinh với hai người ngủ trong cùng một cái lúc như vậy hết, để mà thụ tinh ra hai đứa con sinh đôi. Nhưng mà cổ nói là hai đứa nó rất là giống nhau, nhưng mà lại là của hai người cha khác nhau. Cái như bởi là chị biết không, chuyện tình tay ba cái như là three in one, cái như bữa đó chơi cũng... thì cô này đó cổ cũng nghĩ là cổ là bồ bịch thôi. Những cái người đàn bà này là những người đàn bà, người ta thì không có quan trọng là đàn bà này, gọi là những người đàn bà phóng đảng. Không phải là phóng đảng, người ta không nghĩ chuyện chồng là quan trọng, mà người ta chỉ nghĩ người ta muốn có con không. Nhưng mà cùng một lúc mà quan hệ với hai người đàn ông là cũng là cao thủ võ lâm rồi chứ. Kỳ cục. Tức lắm, tức không phải, tự nhiên nếu mà là người yêu người ta đâu có ai chấp nhận chuyện đó đâu chị ha. Nhưng mà cái này có thể là cô không có quan tâm, cô này hình như cũng không quan tâm bà chị, cũng có thể cô làm gái làm sao mà biết. Nhưng mà vậy người ta đâu có con không. Dạ có chuyện gì vui lỡ rồi làm sao chị Lan, cái chuyện dư đi chị Lan, chuyện đi vừa rồi ghê quá chị Lan. Chị làm ghê, trời, chuyện bình thường trong xã hội. Chị rồi nghe mắc cỡ. Ủa chị Lan, mày biết mắc cỡ. Mắc cỡ ghê vậy, quan hệ lúc hai người mắc cỡ. Cái chuyện vui là cái xe của cái ông đó, ông đi tự nhiên đi ngang nhà thương điên á, cái dòng hàng ngừng bị bể bánh xe, ngừng trước cửa nhà thương điên vậy đó. Cái mấy ông nội điên đứng dòm ra ngoài, cái ông nội này sửa xe, ông tháo bánh xe ra cái bỏ bánh xe khác vô, cái văng mấy con ốc xuống dưới cống mẹ nó, chừng bốn con ốc văng xuống nó chết rồi, giờ làm sao mà có xe lái về, bốn ốc rớt xuống cống làm sao lượm. Cái một người điên ở trên kia dòm xuống, bây giờ ông lấy mỗi cái bánh xe một con ốc ra, ông gắn vô ông đi tạm đi. Cái ông này, trời đất ơi sao anh hay dữ vậy, anh điên mà anh nghĩ ra cái chuyện mà tôi không nghĩ được. Tôi điên chứ tôi đâu có ngu cha. Wow, có nhiều người điên khôn ha. Điên chứ đâu phải ngu. Một người mà điên mà vẫn rất là giỏi tài năng đó là ông Bùi Giáng đó, chị nhớ không? Ông Bùi Giáng đó. Rồi ông đó. Ông đứng ông chỉ đường ngoài đường hồi nhỏ mình thấy đó. Rồi có nhiều cái bài thơ đọc. Bài thơ của ông đọc đã luôn, thấy tưởng tượng rồi hay. Ông cắn đôi câu chữ, một cái câu chữ của ông là ông xé ra, ông làm từ ngữ của ông là nằm trong đầu, rất là hay. Thưa quý vị, có một cái câu chuyện cho biết rằng ở Nhật Bản đó, thưa quý vị, đang tạo ra những cái con robot nhỏ mà để làm những công việc nguy hiểm đó. Thì bây giờ họ đang tạo ra được một con robot hình con gián. Và cái nhóm nghiên cứu thuộc Viện Riken CBR của Nhật Bản đã thiết kế một hệ thống để tạo ra gián cơ khí hóa, hay là gọi là gián cyber,
có thể điều khiển từ xa bằng một module không dây nhỏ bé được cấp năng lượng từ pin sạc gắn với pin mặt trời. Thành tựu này được công bố hôm tháng 9 vừa qua, hôm đầu tháng, trên tạp chí khoa học của Nhật Bản. Các nhà khoa học từ lâu đã cố gắng phát triển một cái côn trùng cyber, một phần côn trùng, một phần máy móc để giúp kiểm tra các khu vực nguy hiểm và để theo dõi về môi trường. Và bây giờ thì họ sử dụng những con nhỏ nhỏ như vậy thì rất là thực tế, và con người phải điều khiển chúng từ xa trong thời gian dài và đòi hỏi một thiết bị không dây. Nhưng mà có hay của con robot này là không dây nha chị. Nó nhưng mà để làm cái gì, có dán để làm vô gì? Trong cống rãnh hay vô trong những nơi nguy hiểm về hạt nhân, môi trường mình hạt không nhân vô được đó. Mình không vô được đó. Đó để họ nó vô nó kiểm tra môi trường, nó kiểm tra đủ thứ, nó có đủ thứ cái cơ phận ở trong. À nó có camera ở trong đó. Nó có đủ thứ hết trơn á. Bởi vậy Nhật Bản luôn luôn đi đầu. Luôn luôn đi trước người ta ha. Thích lắm. Đây là một cái bản tin nào quý vị, cũng là về cái vụ mà tìm được ngọc trai. Nhưng mà cái mà Mỹ Linh đưa ra đó, tại vì em coi nhiều bản tin về ngọc trai lắm, nhưng mà lần đầu tiên em coi em thấy con ốc đó chị, mà sao nó có ngọc. Con ốc mà ốc gì nó gọi là ốc ốc hương. Không phải, con ốc này ốc gọi hương. Là ốc giác. Ốc giác. Ốc giác mà cái ngọc của nó đó chị biết không, cái viên này là khoảng 28.000 Mỹ kim đó. Dạ. Tự vì người ta nói cái này rất là hiếm. Tự vì cái con ốc giác này thì em hỏi chị, chứ hồi đó giờ chị có nghe bao giờ ốc mà nó có ngọc không? Trai rồi này kia nọ thì có. Chứ mà con ốc giác này mà người ta nói cái màu này nó là màu cam, một cái màu rất là quý hiếm của một cái loại ốc này. Thành ra là cái cô này cổ đi nhà hàng ăn sinh nhật á, mà của tìm người đó nè. Tự nhiên khi không có cắn nhầm một cái viên đá đó, mở ra cái thấy cái viên ngọc vậy đó, xong cái người bạn đi cùng á nói chứ trời ơi, cái này nói giỡn thôi chứ nhiều khi người ta cũng không nghĩ là thiệt. Ta nói là trời, nhiều khi cái ốc cái này là của con, cái ngọc của con ốc mà Milo đó, là ốc giác đó. Mà thiệt đi ra hả, đi ra tiệm đó, người ta coi đó thì người ta thấy cái viên này, người ta nói lên là khoảng chừng 28.000, hơn 28. Wow. Quan trọng là cái người nói đó khi chịu mua liền hay 28.000 hay không, hay là định giá. Cô chơi này đang để giá trên... quan trọng là cái người định giá đúng hay không, giá đúng hay không, có đúng chuyện rồi, mua đúng hay rồi, không đúng. Nếu mà em mà định giá mà 28.000 hỏi mua không, nói không hả? Không là biết rồi đó. Không, 28.000 tôi bán rất là nhiều món. Tôi bán 25 thôi. Tôi tặng 3.000. Nếu mà nói định giá mà đồ mà mất tiền, em thiếu gì đồ định giá mất tiền nhưng mà bán được hay không là quan trọng, không ai thèm mua đâu. Đúng rồi. Phải không? Thưa quý vị, nãy có một cái bản tin mà chúng tôi lưu đọc chưa xong, đó là cái TikTok đó. TikTok bây giờ nó là một cái clip mà đưa lên chỉ có 30 giây một phút thôi, nhưng mà bây giờ nó ảnh hưởng đến mọi người nhiều lắm, là bởi vì người ta bỏ thời gian xem nhanh đó. Nhiều cái tin rất là vui lạ rồi trên TikTok, là họ tự tạo tự làm, và bây giờ đang có một cái trào lưu đang làm tức là kêu gọi người ta ăn cắp xe. Trời, nhất là rồi. Cái loại xe Kia với lại của Hyundai của Hàn Quốc á, thì đó là từ Los Angeles cho biết, kêu là một cái thử thách challenger đó, mới khuyến khích trộm cắp một số xe, kiểu xe Kia và Hyundai bằng dây cáp USB, được lan truyền với 33 triệu người xem trên TikTok và các nền tảng xã hội khác, khiến giới chủ xe và cảnh sát trên toàn quốc trở nên lo lắng. Theo bản tin của CNBC, mục tiêu của thử thách này là hàng loạt các loại xe của Kia và Hyundai từ năm 2010 đến năm 2021 với chìa khóa thông thường không được trang bị điều khiển từ xa hay hệ thống nhấn nút để khởi động xe, mấy cái xe đời cũ đó, thì sẽ bị khuyến khích là tức là làm cho các vụ trộm trên toàn quốc tự nhiên nó tăng lên. Và từ San Petersburg của Florida đó, cảnh sát báo cáo rằng hơn 1/3 số vụ trộm xe kể từ giữa tháng 7 cho tới bây giờ có liên quan đến trào lưu trên TikTok. Bởi vậy nên TikTok nó là một cái giải trí, nhưng mà nhiều người thì họ không thích TikTok. Nhiều nhà chị không bao giờ chị chơi, em cũng không có chơi TikTok, em chỉ xem thôi. Nhiều cái xem cũng vui, mà nhiều cái vô duyên, nhưng mà nhiều cái rất là vui. Thì mà có kiểu như nó trôi nổi trên đó đó. Mình vô mình coi, hoặc là nhiều thường thường em không có coi, em không có thích mấy cái trang đó. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi luôn sẽ giới thiệu quý vị những cơ sở thương mại tiếp theo, đã gần hết giờ rồi. Thưa quý vị, trước nhất là DMG James Arizona, là một cơ sở bán những loại hột xoàn đặc sản của Arizona, Mosanite, với giá rất là đặc biệt, chỉ có 500 đồng một cara, 1.000 một cara, 2 cara và 1.500 3 cara, với bảo hiểm trọn đời và 340 vết cách, thật là sáng rỡ bằng 3D. Thưa quý vị, giúp cho quý vị có những viên kim cương Mosanite nhưng mà nó lại đẹp như là những viên kim cương tự nhiên đang có mặt trên thị trường với giá rất là mắc. Và đây là những viên kim cương có khai xanh, được bảo hiểm trọn đời, hư cũ bể hay tất cả những cái thương tổn đều bị được đền, những viên kim cương mới, ngoại trừ bị mất thì không có đền được.
Và chúng tôi cũng có chương trình mùa hè, gọi là tiếp tục qua chương trình mùa thu cho quý vị. Một viên kim cương mua một được tặng một. Có nghĩa là một viên kim cương Arizona Masonite sẽ được tặng một viên kim cương A5 của Trung Quốc Masonite. A5 là một viên kim cương Masonite thông dụng trên thị trường Masonite. Và đó là viên kim cương cao nhất, cao hơn A1, A3 và A5 là loại mà cao nhất, mắc nhất. Thế nhưng chúng tôi tặng free cho quý vị để quý vị có thể nhìn thấy cái sự khác biệt giữa Masonite Arizona và Masonite A5 đang thông dụng trên thị trường thế giới. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số 480-765-7824, 480-765-7824 để có thể tìm những cái xem những cái vỏ hột xoàn lẫn có thể mua những viên kim cương để được tặng quà, được tặng thêm cả một cái kính lúp để xem. Tại miền Nam California, quý vị có thể gọi cho Tân Tú Quỳnh với số điện thoại 714-612-7309, địa chỉ là 9583 Bosa để đến xem những viên kim cương Masonite Arizona đang được công ty DMG James Display tại đây. Một lần nữa xin quý vị gọi cho chúng tôi số 480-765-7824. Chương trình lao động định cư tại Hoa Kỳ cho những người ở Việt Nam từ 18 cho đến 45 tuổi vẫn được tiếp tục với chương trình EB3, được thăng sang Mỹ vợ chồng con cái vĩnh viễn với thẻ xanh 10 năm làm việc ở miền Đông Hoa Kỳ với những job đang thiếu thốn nhân công trầm trọng. Xin gọi chúng tôi để biết thêm chi tiết 714-548-8432, 714-548-8432. Và chúng tôi cũng có chương trình chuyển cho du học sinh từ I-20 sang EB3 lao động định cư 10 năm để lấy thẻ xanh 10 năm. Và chúng tôi cũng có những chương trình EB2 Skill dành cho nhân viên y tế nếu đủ điều kiện. Điều kiện đó là 5 năm kinh nghiệm và tiếng Anh giỏi. Ngoài ra chúng tôi cũng có những chương trình đầu tư định cư khác. Quý vị cứ gọi cho chúng tôi để biết thêm chi tiết và điều kiện 714-548-8432. Và bây giờ là Tân Tú Quỳnh. Tân Tú Quỳnh ngày hôm nay trước tiên thì phải giới thiệu đến quý vị những sản phẩm sale collagen. Collagen trái lựu này là mua 2 tặng 1. Còn collagen cá này là 8 loại cá của Nhật Bản là mua 3 tặng 1. Trái lựu là của Hàn Quốc giúp cho quý vị chống tăng cân mà được da dẻ vẫn xinh đẹp, trẻ hóa. Collagen cá thì giúp cho quý vị cũng vậy, nhưng mà nó giúp cho cả hai loại collagen đều giúp cho quý vị có thêm chất nhờn, những cái hoạt chất trong cơ thể để cho da chúng ta tốt, đồng thời là những khớp xương không có bị đau nhức. Chúng tôi vẫn có những loại đặc biệt lạp xưởng con đại bàng đen cũng rất là ngon thưa quý vị. Và trên tay chúng tôi vẫn là những cái an ngưu hoàng cung. Đây là những loại an ngưu hoàng cung chống đột quỵ, giúp đột quỵ, ngăn ngừa đột quỵ. Và ai đang chuẩn bị bị đột quỵ hoặc đang bị đột quỵ thì chúng tôi có những loại an ngưu hoàng cung. Hiện tại thì chúng tôi đang có 3 loại an ngưu hoàng cung. Hai loại này thì giống nhau nè quý vị, của một cái của hãng Royal, một cái của hãng Well Crown. Hai hãng đều là rất uy tín và là từ Hàn Quốc nhập thẳng qua đây. Với cái Royal thì cái loại 30 viên này là 275 Mỹ Kim và được tặng quà. Cái này là 295 Mỹ Kim được tặng quà. Và đặc biệt là cái loại an ngưu hoàng cung, cái ông già này rất là nổi tiếng trên thị trường. Cái này là kêu là Quang Đông đó thưa quý vị. Đây là an ngưu hoàng cung hiệu Quang Đông, 10 viên thôi, nhưng mà quý vị có thể uống 1 tháng 1 viên để ngăn ngừa, hoặc là đang bị đột quỵ thì uống 10 ngày 10 viên, sau đó nghỉ 6 tháng chúng ta mới cần uống một viên nữa. Một hộp như vậy là 150 Mỹ Kim cộng thuế và cước phí. Mời quý vị gọi cho chúng tôi số 714-612-7309. Chúng tôi vẫn có những loại về phân vi sinh hữu cơ, rồi các loại dược thảo cũng như là thuốc dời leo, trà ngứa cho ngành nail thưa quý vị, để giúp cho quý vị bị ngứa, bị lỡ tay trong ngành nail, hoặc là bị nghẹt mũi trong ngành nail thì có trà nghẹt mũi, rồi bị say rượu muốn có trà hangover thì có loại trà để giải rượu, cũng như là nhiều loại dược thảo khác. Và có hai loại mới chúng tôi vẫn mới về, đó là dầu gội đầu Hawa Chaco của Hàn Quốc giúp cho chống tóc rụng và chống gầu rất là tốt. Chúng tôi đã xài cái này không thể bỏ được từ mấy năm nay. Và ô, chị Linh còn xài này không? Còn mà hết rồi đó, tí nữa chị lấy nha. Hả, cái này. Không lấy cái này, ra tiệm lấy ha. Và thưa quý vị, đây là cái chai nước này nè, Paquito này của Pháp thưa quý vị. Nước uống để pha bằng chanh dây siro đó, chúng ta gọi là syrup của Pháp, chanh dây nè, dâu này với lại camery, rất là dễ dàng uống. Chỉ cần pha một hai muỗng cà phê với lại một ly nước, nước đá là chúng ta có một ly nước giải khát rồi, mà ngon lắm. Nhưng mà bên Pháp gửi qua cứ phí nặng lắm á.
Nhưng mà cái này mình bán cũng rất là rẻ chị, một chai như vậy mà luôn cước phí chỉ có khoảng chừng 16, 17 đồng thôi. Ồ, nhưng mà cước phí mà gửi từ Pháp qua là tự nhiên qua một lần một ba lịch một cái container luôn. Và quý vị có thể liên lạc với chúng tôi để mua thử những cái chai này, có thể va với rượu thành cocktail. Đúng ra đó là nó pha với rượu, với nặng chanh, nặng cam rồi. Đúng rồi, thường thì nó làm là cocktail, uống cocktail đó. Không gọi trái nhưng mà cây, mình không có, mình không có rượu thì thôi. Và cuối cùng là chai SD thần kỳ. Chúng tôi còn nhiều thứ lắm thưa quý vị, giống như là dầu gội đầu nè, mới gội xong, mới nhuộm xong nè quý vị. Cái này Mystic Fire mới gội tối qua nè, màu dark brown nè. Rất là đơn giản, chỉ lấy xoa xoa lên đầu để 20 phút rồi đi gội thôi là xong. Hôm qua em gội nhà hả? Em gội ở nhà, em tự làm không ạ? Và thưa quý vị, đây là chai SD thần kỳ giúp cho quý vị giảm đau, giảm nhức, ngủ ngon, bị đau đầu gối, đau gót chân, đau vai, bị gout, bị gút đó, rồi bị những cái Alzheimer hay là bị về tóc rụng, về tiểu đường vân vân, tim mạch, tất cả chúng ta đều dùng cái này rất là tốt đó. Tiếp cho chúng ta 800% cái tuyến nội tiết mới trong cơ thể của người 45 tuổi đã mất rồi. Chỉ cần mỏ lên đây một giọt trà để nó thấm vô máu trong da tay mỏng chỗ này nha quý vị. Không có bao giờ dùng bàn tay, chỉ dùng cái cổ tay thôi. Rồi đây cũng vậy, trà lên tới đây cho nó khô rồi uống một ly nước, vậy là xong. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi số điện thoại 7146127309, Tân Cú Quỳnh 9583 Bonsa Avenue. Tại Việt Nam chúng ta cũng có số phone trên màn ảnh, và tại Thúy Nga Paris tại Canada cũng có số phone trên màn ảnh. Quý vị có thể liên lạc để tìm những chai SD thần kỳ. Riêng Canada thì có thêm hắc nhân sâm và những chai dời leo cũng như những chai thuốc mụn tuyệt vời. Chị Linh. Hồi trước đó quý vị, cách đây thì cũng nhiều năm rồi đó, người ta nuôi heo đó quý vị ở châu Âu đó, thì nó làm lên những cái heo mà nuôi nhiều tầng đó Trung Tử Lưu. Giống như là một cái trang trại thì thường nuôi thường ở dưới thôi, nhưng mà anh này nó làm thành tầng, nhưng mà thường là một hai tầng thôi. Thì nuôi một tầng chừng khoảng cả ngàn con vậy đó. Nhưng mà bây giờ đó ở bên Trung Quốc á, họ làm cả một khách sạn lớn luôn, như cái khách sạn mới khai trương này. Vì nó làm ba mươi mấy tầng khách sạn nuôi thơm heo. Thơm á chị ha, khách sạn nuôi heo vô thơm lắm luôn á. Nhưng mà điều hình như là nó nói là nó tiêu hủy tất cả những cái phân heo hay là những cái dơ rồi đó, mà vẫn thì hôi. Nó làm lại thành những cái mà giống như là dầu thơm phải không? Đồ ăn nhé. Đồ ăn gớm. Hai người này nói nghe gớm dễ sợ luôn vậy. Chị đừng nói nha, ở bên Nhật đó, nó có deep steak phân đúng bò rồi, đúng không? Đúng rồi. Thì phân heo ta làm thôi mà nhưng mà ghê quá, nghĩ tới thế ớn. Nghĩa là thịt cốt lết. Nghĩ tới ớn quá quý vị. Nhưng mà bây giờ đó, như vậy là người ta bây giờ người ta nuôi heo mà thành tầng, mà nhiều tầng, mà coi như kinh khủng tầng. Nó gọi là khách cho sạn ăn nuôi heo dục, nó cho ăn gì cho mau lớn. Trung Quốc là cho ăn thuốc. Đúng rồi, người ta cũng phản đối nhiều nó, lắm. Người nó, ta nó phản cho đối nạc, nhiều cho mở. Mà Việt Nam mình là cũng vậy đó. Việt cho mau Nam, lớn để vị. Bán. Hồi đó Việt Nam em quen cái chị đó, chỉ là vừa heo ở trong cái trong cái chợ gì rất là nổi tiếng nha. Chợ Bình Tây hả? Không phải là chợ Bình Tây, cái chợ gì chợ An Đông, chợ Sống Chiếu, chợ gì mà một cái chỗ mà bán thịt heo, chợ Muối, chợ Đầu Muối á nha. Chánh Hưng. Chánh Hưng, cái đó là lò heo mà. Cái này là chuyện mới mấy năm nha quý vị. Chị đó chỉ tới, chị nói chuyện chỉ là quen, xong cái chị nói, chị dặn chứ anh Lưu không được ăn heo chỗ này, không được ăn con heo này, con heo mà anh Lưu nhìn thấy con heo là con heo Lý Đức á, tức là con heo mà được bự hả? Nuôi trọng mà nó giống như là cái ông Lý Đức, mà một cái người diễn viên hình thể đó, một cái cầu thủ, một cái vận động viên hình thể, nghĩa là nó có nhiều ngấn, tức nhiều là con heo cơ. Có nhiều cơ, đó là heo Lý Đức thì giá rất là rẻ, tại vì heo đó là heo tăng trọng mà bỏ thuốc. Rồi cô dặn là cô anh được cái đứa ăn phở, tiệm phở lớn, hệ thống phở lớn lắm. Hỏi tại sao vậy? Tại vì tôi cung cấp thịt heo cho nó. Hỏi cung cấp thịt heo làm gì? Nói tôi cung cấp thịt heo cho nó để nó làm bò tái. Bò trời tái ơi, nó ngâm với máu bò đó để thành bò tái. Tôi... ghê trời. Thịt phở rất là lớn nha. Rồi xong rồi anh đừng có tới ăn chỗ cái nhà hàng đó, hải sản đó. Hỏi đặc sản nó sao vậy? Nó bán thịt cá sấu với thịt nai, thịt thu rồi đó, còn là lưng heo của tụi tôi không? Trời đất ơi, hồi sao quái đảng quá ha. Dễ sợ lắm đó. Dễ sợ. Công nhận ghê thiệt. Cái nhà làm sao nói là bò tái thì này được, chứ nếu mà heo ăn tái là mình bệnh chết nhiều. Cái có mấy con sơn Việt Nam đó là bò tái bắt nhiều lắm, chị biết không? Một cái vựa rất là lớn ở đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Trỗi Lê Văn Sĩ gì đó. Có nghĩa là thưa quý vị, cách đây mấy năm nó vô bắt trong đó là nguyên cái cung cấp thịt sĩ đó, nó làm thịt, đổ máu bò vô ướp vô thành thịt heo tái. Nhưng mà thịt máu bò đâu ra? Máu bò họ đi mua của mấy bò, mấy cái chỗ mổ bò đó.
họ đâu có đi mua cái thịt bò đâu, họ mua máu bò về họ ướp vô cái thịt heo để thành thịt tái, họ sắc sẵn họ ướp vô thành thịt tái để bỏ cho mấy cái thịt thiếu bò. Điều là thịt người người ta chưa ăn thôi chứ ăn mà bởi vậy nên cái khách sạn heo của Trung Quốc này gớm thấy ghê quá ghê quá giết người đó cái chỗ đó mà em bảo đảm vô đây rất là thơm, chung quanh cũng chịu không nổi chứ đừng có nói vô cho nghe đó. Gần tới là có mùi rồi ha. Đúng rồi, cái khách sạn lớn ghê quá. Mà đúng là người ta cũng phản đối cái chuyện này rất là nhiều. Người ta nói là nuôi heo á, không biết là cái sức khỏe của nó như thế nào, tự vì một cái giống như là nó em nghĩ là nó kín và nó không có chỗ để mà đi, nó không có hoạt động được này kia, thành ra cái con heo nó cũng, mà nói chung là mấy con thú bây giờ gà cũng vậy, chị thấy không? Gà công nghiệp khác, công nghiệp thì nuôi gà công nghiệp thì biết là gà công nghiệp ăn đâu có ngon đâu. Thì nhưng mà điều cái đó đó hả, nó làm mà cái đó cũng vô nhân đạo lắm, vô nhân đạo lắm. Cái vụ mà ngỗng vừa rồi cũng bị đó. Ngỗng thì lấy gan. Ngỗng rồi này kia nọ. Nhưng mà em biết ở Việt Nam cũng vậy đó, bạn em cũng có một cái nhà hàng cơm gà ngon lắm chị. Em vô ăn cơm gà thấy gà đây nó dai nó ngon ghê đó. Xong cái cô ấy cô thú thật, còn các em hỏi cho ồ rồi mua gà đâu ngon quá vậy, mà tiệm cơm gà ở Việt Nam bên này, ở Việt Nam ở tỉnh nha, ở một cái tỉnh em không có tiện nói ra. Thì cổ nói là gà của cổ đó là lấy của gia đình cổ, là có một cái trang trại nuôi gà lấy trứng. Trang trại nuôi gà đẻ trứng, mà con gà nó đẻ trứng bao nhiêu năm rồi nó già rồi đó. Thì giạt ra đây bán rẻ cho cổ để cổ nấu cơm gà. Gà nó dai chứ, gà nó dai nhưng mà thực sự là ít thịt mà dai lắm. Nhưng mà Trung Tử Lưu thì đó cũng còn đỡ Mỹ Linh đi, có ăn cái loại gà đó rồi. Nhưng mà điều hả, nó dai lắm luôn. Nó dai lắm, nó đâu có làm cho ngon được bằng như cái con gà bình thường. Người ta luộc nhiều, ta luộc nhiều, ta luộc nhiều thì nó lại mất cái nước ngọt nó đi, nó không có được ngọt nữa, nó thì sát. Bán rẻ mà, bán cơm thì ở đó bán, có nghĩa là mình nói là gà nuôi gà này kia rồi đó, nó đều có cái lý do của nó hết. Đúng rồi. Nó một cái kế hoạch coi như là cuối cùng hết. Cái bản tin chắc là bản tin chót chúng tôi luôn xin gửi đến quý vị đó là nước biển dâng cao có thể nhấn chìm hàng triệu mẫu đất ở Mỹ, đó là người ta tính trong những năm tới thưa quý vị. Tin từ Honolulu ở Hawaii cho biết triều cường cho biến đổi khí hậu có thể làm ngập gần 650.000 căn nhà và bất động sản trị giá đến 34 tỷ Mỹ kim dọc theo bờ biển của quốc gia Hoa Kỳ cho đến năm 2050, cũng như khiến 4,4 triệu mẫu lãnh thổ Mỹ sẽ thấp hơn mực nước biển trong vòng 30 năm tới và đến 9,1 triệu mẫu vào năm 2100. Theo bản tin UPI dẫn tin từ tổ chức phi lợi nhuận Climate Central hôm thứ Tư 7 tháng 9, có nghĩa là thời gian tới đó mình không biết là khi mà mình đã chết rồi đó chị, cái thế hệ còn ở lại đó là họ sẽ có thể là nếu nhiều thay đổi, chẳng hạn như quý vị biết là Indonesia, cái thủ đô của Jakarta đó, bây giờ họ phải dời cái thủ đô ra chỗ khác rồi. Tại sao? Tự vì cái thủ đô nó càng ngày càng lún xuống biển, càng lún xuống biển, và bây giờ người ta nói Sài Gòn mình cũng lún đó. Sài Gòn lún là xuống thê thảm luôn á. Sài Gòn sẽ lún dữ lắm luôn đó. Nhất là cái vùng mà Cần Giờ này kia, chị biết hồi xưa đó, hai bên Thủ Thiêm đó, mấy cái vùng đó là vùng đất mềm, cái hồi xưa người ta đâu có cất nhà lầu nữa đâu. Bây giờ thì cất nhà lầu rồi hết rồi, từ từ nó sẽ lún. Chịu không nổi. Ghê nhưng mà quá. Lúc đó mình chết rồi. Mình chết nhưng mà cái đời con cháu rồi này kia, thôi kệ đi, mệt quá. Kệ, con cháu vậy sao kệ con cháu. Chị thấy nghĩ chị, nhiều mà hết chiếc đầu thấy quá. Chị Trang La La không bình tâm như vậy, không cần có như là không cần để ý gì hết. Anh ơn trên lo để cho ta sắp xếp cho các con. Chị sao mặt chị tỉnh quá vậy? Mình lo bây giờ cũng có được cái gì dạ, đâu. Em lo được gì nè. Em lo được gì đâu, em nói thôi. Lo cho con cháu thôi. Chính vì thế giới người ta có những nhà khoa học người ta lo thì người ta mới phòng ngừa trước cái gì thôi. Cũng để cho ơn trên lo hết á, mình không cần phải lo. Thưa quý vị, giờ chiếu của chúng tôi như sau, từ 4 giờ đến 5 giờ trên kênh 2033 của Việt Face TV Direct TV, 50 tiểu bang sẽ được xem trước. Từ 5 đến 6 giờ tại miền Nam California, từ Ventura, Los Angeles xuống đến Oceanside của San Diego. Quý vị có thể mở TV 57.2 Việt Face TV xem chương trình Chuyện Phố Phường. Từ 6 giờ trở đi thì trên khắp thế giới quý vị có thể vào trang Việt Face TV Official YouTube để quý vị xem chương trình chúng tôi up lên mỗi thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Và nơi đây có lưu giữ trọn bộ 204 chương trình Chuyện Phố Phường. Mong quý vị cứ ủng hộ chúng tôi đến chương trình thứ 2000. Và thưa quý vị, quý vị có thể nhấn nút subscribe, để lại lời nhắn, share cho nhiều người cùng xem, giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Bây giờ đang có nhiều chương trình hấp dẫn, ngoài chương trình Chuyện Phố Phường còn nhiều chương trình khác lắm. Nhưng mong quý vị sẽ chú mục tới Chuyện Phố Phường, yêu thương chúng tôi, gửi những lời nhắn thương yêu và
ủng hộ cho chúng tôi để chương trình chúng tôi vẫn được giữ trên làn sóng của 57.2 Vietface TV, của hệ thống Vietface TV trên trên khắp các loại, thưa quý vị. Và xin chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn quý vị vào thứ sáu tuần này với sự trở lại của một nữ ca sĩ khả ái, dễ thương và rất là hiền lành, có một cái giọng nói giống như chị Mỹ Linh. Ủa ai vậy? Chị quên rồi. À nhớ rồi, nhớ bí mật. Chị phải biết cái người mà có một cái giọng mà hát giống nhớ chị. Rồi. Không? Rồi. Nhớ rồi. Chị Lan, chị có nhớ ai không? Không. Không hả? Thôi để đi. Để chừng nào tới rồi hỏi chị hả? Như không. Và thưa quý vị, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ sáu tuần này, chương trình cuối tuần đặc biệt. Xin kính chào quý vị. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.